Cuốn thơ thứ hai là Bức Chinh Hương, thì chúng tôi có mang đến đây một hai hộp, tức là gần hơn 30 cuốn. Thì đề nghị là bây giờ hình thức thế nào anh? Bây giờ là các xã thì sẽ nhận ở chỗ chị Dung. Còn bây giờ chúng tôi xin anh Vũ Minh Giang xin được tặng anh Vũ Minh Giang tặng anh. Có ai không anh? Mời luôn. Thank you.